Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư Việt Nam, số tàu của Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan Hải Dương trong buổi sáng là 119 tàu, bao gồm các tàu chấp pháp, tàu chiến đấu, tàu khu trục tên lửa, tàu tuần tiễu tấn công nhanh, tàu dầu khí, tàu cá vỏ sắt. Ngoài ra, Trung Quốc đã đưa thêm hai tàu quân sự mới là tàu tên lửa tấn công nhanh mang số hiệu 755 và tàu tuần tiễu tấn công nhanh 789 đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981 để cản phá và đe dọa lực lượng chấp pháp của ta. Tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc vẫn chủ động đâm va vào tàu cá của ngư dân ta khi đang tiến hành di chuyển vào gần giàn khoan Hải Dương 981 để khai thác thủy sản. Tàu Trung Quốc đã áp sát, vây ép và phun nước vào tàu chấp pháp của Việt Nam trong quá trình tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 để thực hiện nhiệm vụ. Tàu quân sự của Trung Quốc bảo vệ vòng ngoài, tháo bạt che vũ khí nhằm mục đích đe dọa tàu cá, khiêu khích lực lượng chấp pháp của Việt Nam xung quanh giàn khoan Hải Dương 981.